Hân hỷ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình, chúc quý vị chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích để gia đạo luôn bình an tấn tài tấn lộc. Quý vị thân mến, vạn vật trên đời sinh ra đều có vận mệnh. Vận mệnh con người lúc cát lúc hung. Trước khi xảy ra bất trắc, nếu có thể dự đoán mà tiến hành hóa giải, thì có thể giảm nhẹ, thậm chí khiến đen đủi tiêu tan. Nếu hiện tại quý vị đang gặp những trắc trở, không suôn sẻ trong công việc, gia đình, tình cảm, thì theo quan điểm dân gian, quý vị đang bị những yếm khí và năng lượng tiêu cực vây quanh, khiến xui xẻo đeo bám, đại hạn triển miên. Vậy làm thế nào để tìm lại may mắn nhanh nhất, giúp siêu tài đón lộc, đổi vận giàu sang? Theo các chuyên gia phong thủy, trước khi đi ngủ, hãy lén lấy vật dưới đây đặt dưới gối. Nó có công dụng rất tốt, giải quyết rắc rối cả đàn ông và phụ nữ đều cần, giúp đem lại tài lộc, tiền bạc chỉ sau một đêm. Vậy đó là mẹo phong thủy gì? Cách thực hiện ra sao? Mời quý vị hãy cùng tìm hiểu ngay trong video ngày hôm nay nhé! Thứ nhất đó là đặt gạo dưới gối. Gạo là lương thực thiết yếu, không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Trên thực tế, gạo ngoài dùng để nấu cơm, còn có nhiều công dụng khác. Chẳng hạn như việc đặt một nắm gạo dưới gối sẽ mang lại nhiều lợi ích cho bạn. Bạn có thể lấy một túi vải mỏng hoặc một chiếc tất mỏng, sạch và cho nắm gạo vào đó, buộc chặt lại, tránh để gạo rơi vương vãi, cho túi gạo xuống dưới gối. Tác dụng của túi gạo này chính là hút ẩm. Rất nhiều người có tình trạng đổ mồ hôi khi ngủ. Đặt túi gạo dưới gối sẽ giúp hút ẩm hiệu quả, đồng thời loại bỏ mùi mồ hôi bám trên gối. Ngoài ra, vào những ngày trời ẩm ướt, sử dụng gạo để hút bớt hơi ẩm trên gối và ga giường cũng giúp mang lại cảm giác dễ chịu hơn khi ngủ. Bên cạnh đó, gạo có mùi thơm nhẹ, còn giúp làm dịu thần kinh, giúp bạn nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Nếu đang gặp vấn đề về giấc ngủ, bạn có thể thử cách này nhé. Ngoài ra, gạo còn có một số công dụng khác như bảo quản trứng gà. Thay vì bảo quản trứng trong tủ lạnh, bạn có thể vùi trứng vào trong gạo để giữ trứng tươi lâu hơn. Nhiệt độ trong thùng gạo thường thấp hơn bên ngoài. Ngoài ra, bột gạo còn có tác dụng ngăn chặn vi khuẩn xâm nhập vào quả trứng. Nhờ đó, trứng để trong thùng gạo có thể tươi lâu, cả tháng không bị hỏng. Lưu ý khi vùi trứng vào thùng gạo, bạn nên để đầu to của quả trứng quay lên trên, tránh để trứng nằm ngang hoặc quay đầu nhỏ lên trên, vì như vậy lòng đỏ rất dễ bị dính vào vỏ. Ủ chín trái cây. Đây là một kinh nghiệm dân gian được truyền từ rất nhiều đời. Gạo có khả năng giữ khí rất tốt, có tác dụng giúp trái cây chín nhanh hơn. Vì vậy, vùi sâu trái cây vào trong thùng gạo sẽ giúp chúng chín nhanh và đều hơn so với việc để bên ngoài hoặc để trong túi giấy, túi ni lông. Ngăn dụng cụ kim loại bị rỉ sét. Sau một thời gian sử dụng, những món đồ kim loại như dao, kéo, kìm thường bị hoen rỉ do quá trình oxy hóa. Để bảo quản dụng cụ kim loại, bạn có thể rửa sạch chúng, để thật khô rồi vùi vào trong thùng gạo, hoặc cho vào túi ni lông rồi buộc chặt và cho vào thùng gạo. Gạo có khả năng ngăn dụng cụ kim loại bị rỉ sét là nhờ khả năng hút ẩm tốt. Khi vùi dụng cụ kim loại vào trong gạo, nó sẽ hút hết hơi ẩm xung quanh, ngăn quá trình oxy hóa xảy ra. Làm túi chườm nóng. Bạn có thể cho gạo vào túi vải sạch, buộc chặt lại, rồi bỏ vào lò vi sóng để làm nóng 30 giây. Dùng túi gạo như túi chườm nóng và chườm lên những vị trí bị đau nhức. Rửa sạch lọ đáy sâu. Với các loại lọ, bình có đáy sâu,
ngóc ngách, nhưng miệng quá nhỏ và bạn không có dụng cụ nào phù hợp để làm sạch, thì có thể sử dụng gạo nhé. Chỉ cần cho một nắm gạo nhỏ vào trong bình, thêm vài giọt nước rửa bát và một chút nước. Sau đó dùng tay bịt miệng lọ và xóc thật mạnh liên tục để làm sạch các vết bẩn bên trong lọ. Thứ hai là đặt tỏi dưới gối. Tỏi không chỉ là gia vị quen thuộc trong căn bếp, mà còn được sử dụng phương thuốc tự nhiên chữa các bệnh như chống viêm, cảm lạnh. Ngoài ra, đặt một củ tỏi đã bóc vỏ dưới gối khi đi ngủ cũng có thể chữa bệnh mà ít người biết. Theo quan điểm dân gian xưa, khi chúng ta ngủ, âm khí dễ xâm nhập, gây tác động xấu đến sức khỏe và tinh thần. Vong hồn, ma quỷ được tương truyền rất sợ mùi tỏi. Vì thế, việc đặt tỏi dưới gối khi ngủ có tác dụng xua đuổi tà khí và ma quỷ, tránh ám vận. Trong đời sống thường ngày, công dụng này của tỏi không chỉ áp dụng lúc đi ngủ, mà nhiều người khi đi đường xa, đến nơi rừng thiêng nước độc, vắng vẻ hay đi dự đám tang cũng thường mang theo tỏi. Đặt tỏi dưới gối là một phương pháp dân gian có từ khá lâu để chữa chứng mất ngủ. Tỏi sẽ tỏa ra hợp chất có tác dụng giúp bạn chìm vào giấc ngủ nhanh và ngủ sâu hơn. Đối với những người đang gặp tình trạng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, thì hãy đặt một vài nhánh tỏi dưới gối sẽ giúp cải thiện giấc ngủ. Tỏi rất giàu vitamin B1, có tác dụng điều hòa giấc ngủ. Tỏi có tác động tích cực đến hệ thần kinh, giúp người mất ngủ bình tĩnh và thư giãn đầu óc. Thành phần có trong tỏi cũng góp phần đảm bảo chất lượng giấc ngủ. Magie sẽ phục hồi và hỗ trợ giấc ngủ sâu, từ đó giảm hoạt động tế bào thần kinh trong não và hệ thần kinh trung ương, giúp tăng thư giãn, giảm căng thẳng hiệu quả. Nếu bạn bị tắc mũi hoặc khó thở, thì việc để tỏi gần hệ hô hấp cũng sẽ giúp cải thiện vấn đề này rõ rệt. Tỏi có chứa chất kháng khuẩn và nấm, giúp cơ thể chống lại các vi sinh vật gây bệnh. Đồng thời, mùi hương của tỏi giúp giảm hiện tượng viêm và xung huyết, giảm tiết nhảy. Nhờ vậy, mũi sẽ thông thoáng hơn và giảm nghẹt. Giấc ngủ cũng từ đó mà ngon và sâu hơn. Đặt một vài nhánh tỏi dưới gối sẽ giúp các gia đình xua đuổi côn trùng, giúp mọi người có một giấc ngủ ngon hơn. Bởi tỏi rất độc đối với côn trùng, đặc biệt là muỗi. Các hoạt chất chứa trong tỏi sẽ giúp cơ thể loại bỏ những chất độc hại, giúp diệt khuẩn để thanh lọc máu và làm sạch hệ hô hấp. Tỏi còn sở hữu nhiều hoạt tính mạnh, giúp cơ thể ngăn ngừa và điều trị nhiều bệnh lý khác nhau như bệnh gan, rụng tóc, làm sạch động mạch và máu, cảm lạnh, cúm, nhất là các bệnh liên quan đến đường hô hấp. Vì vậy, bạn cũng nên ăn tỏi trước khi đi ngủ. Bạn có thể nghiền nát tỏi rồi cho vào đun sôi cùng sữa trong 3 phút. Chờ cho hỗn hợp này nguội thì thêm chút đinh hương, mật ong khuấy đều và thưởng thức. Nên dùng 30 phút trước khi đi ngủ để có hiệu quả tốt nhất, giúp cơ thể ngủ ngon hơn nhé. Đặt tỏi dưới gối khi ngủ thực sự mang đến nhiều lợi ích. Tuy nhiên, các bạn không nên lạm dụng quá nhiều vì sẽ gây tình trạng phản tác dụng, không tốt cho sức khỏe. Cụ thể ở đây là làm gia tăng nguy cơ mất khí, tan huyết. Khi đặt tỏi dưới gối, các bạn lưu ý không nên dùng gối quá dày vì sẽ làm giảm tác dụng của tỏi. Nên bọc tỏi trong một tờ khăn giấy để hạn chế mùi nồng của nó. Tăng tần suất giặt ga vào gối để loại bỏ mùi tỏi nồng bám vào trong sợi vải, gây khó chịu và phản tác dụng, làm ảnh hưởng đến giấc ngủ. Thỉnh thoảng bạn có thể thay tỏi bằng hành tây, sẽ có tác dụng tương tự, quý vị nhé. Thứ ba là đặt đĩa chanh muối ở đầu giường. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, chanh là một trong những loại trái cây có lợi cho sức khỏe, do bởi có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng.
Mặc dù có kích thước nhỏ bé, nhưng chanh lại là một trong những loại quả được sử dụng phổ biến nhất trong cuộc sống hàng ngày, với nhiều công dụng như nước giải khát, chất phụ gia trong chế biến thực phẩm và là thành phần chế tạo các loại thuốc trong y học. Ngoài ra, chanh còn có nhiều công dụng bất ngờ, có thể nhiều người trong chúng ta vẫn chưa biết đến. Một trong số đó chính là tác dụng mang lại năng lượng tích cực. Điều này nghe có vẻ khó tin, nhưng trên thực tế, chanh có khả năng trung hòa năng lượng xấu, khôi phục sự hài hòa và mang lại thành công. Nguồn năng lượng tiêu cực có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, các mối quan hệ, sức khỏe và sự thành công của bạn. Mỗi trái chanh không chỉ có lợi cho sức khỏe và làm đẹp, mà còn có thể giúp bạn loại bỏ các nguồn năng lượng xấu, cải thiện sự hài hòa của môi trường sống ngay trong nhà bạn. Nếu gia chủ muốn đổi vận, thì việc đầu tiên là phải tìm cách để đuổi ngay nguồn năng lượng xấu khỏi nhà. Đón nguồn năng lượng tốt hơn thì cả gia đình sẽ thuận lợi may mắn. Để làm điều này, bạn chỉ cần chuẩn bị một đĩa chanh muối. Nếu bạn muốn hút sạch năng lượng xấu mà nhà bạn hấp thu trong ngày, hãy đặt một hoặc ba quả chanh cắt tư trên một cái đĩa và rắc thêm ít muối vào trong. Nhất định phải là số lẻ. Khi bạn đặt đĩa dưới giường trước khi đi ngủ hoặc đặt cạnh giường, buổi sáng hôm sau thức dậy, chớ vội đụng vào chanh mà hãy đặt chúng vào một cái túi ni lông và ném chúng ra khỏi nhà bạn. Bạn hãy làm điều này 3 ngày liên tục là bạn đã loại bỏ hết nguồn năng lượng xấu trong nhà. Mọi việc từ nay trở đi sẽ đều thuận lợi như ý nguyện. Quả chanh và đĩa muối có thể giúp bạn khiến cho cuộc sống của mình hết cô độc, hoặc vợ chồng đang xung đột cũng trở nên viên mãn mà không phải ai cũng biết. Nếu gia đình bạn đang gặp nhiều chuyện trắc trở, muốn tìm được ý trung nhân hoặc hóa giải các vấn đề tình cảm, thì hãy đặt một cái bát đựng ba quả chanh cạnh giường. Khi nào chanh héo hoặc bị vàng thì đổi quả khác. Cứ làm như vậy trong một tuần, bạn sẽ thấy nhiều điều may mắn tới với mình. Chanh có mùi hương thơm dễ chịu, muối hút khuẩn tốt cho sức khỏe của bạn. Khi bạn đặt chanh ở đầu giường, còn giúp bạn nhận được rất nhiều lợi ích sức khỏe khác. Hương chanh giúp thanh lọc không khí, nên đặc biệt tốt cho gan, phổi. Khi ở trong căn phòng có chanh, chúng ta còn được thải độc cơ thể thông qua quá trình hô hấp. Nhất là với những gia đình có người già, trẻ nhỏ, thì càng nên đặt chanh trong nhà, vì nó có tác dụng kháng khuẩn, phòng ngừa các bệnh hen suyễn, cảm cúm cho trẻ vô cùng hiệu quả. Nếu bạn ngửi thấy mùi hương chanh thường xuyên, trí nhớ của bạn sẽ được cải thiện rất nhiều. Đặc biệt trái chanh trên đầu giường để đảm bảo có được giấc ngủ ổn định. Không những thế, việc này còn tạo cho bạn tràn đầy năng lượng và căng tràn cảm xúc vào ngày hôm sau. Bạn có thể có được sự minh mẫn, suy nghĩ rõ ràng và bộ nhớ được cải thiện một cách tự nhiên. Với học sinh khi phải đối mặt với các kỳ thi căng thẳng, áp dụng phương pháp này sẽ mang lại những hiệu quả vô cùng bất ngờ. Trên đây là những vật hút tài lộc quý vị nên đặt ở đầu giường để gia đạo luôn bình an, tài vận phất lên như diều gặp gió. Quý vị hãy thử áp dụng nhé. Tiếp theo đây, Phú Quý Tài Lộc sẽ chia sẻ đến quý vị 4 mẹo phong thủy để xua đuổi vận đen, mời gọi thần tài vào nhà. Quý vị hãy chú ý theo dõi nhé. Mẹo thứ nhất, dùng vật phong thủy. Mỗi loại đá hay ngọc đều mang những ý nghĩa nhất định theo số tuổi và mệnh cách của mỗi người. Nhưng điều mang đến những công dụng tuyệt vời như giải trừ vận xui, xua tan tà khí, mang lại cát tường, bình an và phúc lộc cho người đeo. Bạn có thể mua cho mình một vòng tay hay dây chuyền phong thủy để luôn mang theo bên người. Đồng thời bày biện trong nhà để tạo vận may cho cả gia đình. Một số loại đá phong thủy thường được sử dụng như thạch anh, tăng năng lượng tiêu cực, tiêu trừ uế khí,
xua đuổi tà ma, bảo vệ người đeo khỏi nguy hiểm, tai nạn. Đá xà cừ và đá mắt mèo xua tan âm khí từ người âm đeo bám. Đá hồ ly mang lại cát tường, phúc lộc, đặc biệt là số đào hoa. Mã não mang đến hạnh phúc, trường thọ, sung túc. Mẹo thứ hai, đem theo bùa bên mình. Bùa bảo vệ là cách tuyệt vời để tránh gặp xui xẻo trong cuộc sống hàng ngày. Bạn có thể đeo bùa trên vòng cổ, hoặc vòng tay, hoặc bỏ trong túi. Các loại bùa bảo vệ phổ biến bao gồm cây lá chùm hoa và cỏ ba lá. Đeo cây lá chùm hoa hoặc cỏ ba lá tươi, hoặc đeo một chiếc bùa có hình dáng của loại cỏ bốn lá hiếm gặp là một phương pháp phổ biến trong thần thoại Celtic, được cho là đem lại may mắn. Mỗi lá của cỏ bốn lá đại diện cho một đặc tính may mắn, gồm tiền tài, danh vọng, tình yêu và sức khỏe. Chìa khóa. Từ ngày xưa, một chùm dây đeo chìa khóa đã được sử dụng để mang lại may mắn. Đeo chùm ba chìa khóa sẽ giúp bạn mở cánh cửa của giàu có, sức khỏe và tình yêu. Mẹo thứ ba, treo gương bát quái trong nhà. Có lẽ những chiếc kính bát quái đã không còn xa lạ với nhiều người. Treo kính chiếu yêu cũng là một trong những cách để giải đen hiệu quả nhất. Theo quan điểm, hai vật này sẽ giúp chấn trà, sẽ giúp chấn nhà, xua đuổi tà ma. Nếu chưa sử dụng hai vật này, bạn hãy thử treo chúng lên trước cửa nhé. Nhiều người vẫn hay sử dụng gương bát quái treo hướng ra ngoài nhằm tránh các năng lượng xấu muốn bao trùm lên bạn cũng như căn nhà. Gương bát quái như một loại kính chiếu yêu, soi rõ những nguồn năng lượng xấu, những thế lực ngầm muốn đem lại vận xui cho bạn, cũng như xua đuổi những tà khí, tà ma đang bao quanh nhà bạn. Mẹo thứ tư, đốt vía giải xui. Nhiều người quan điểm rằng đốt phong long, đốt vía để giải phóng các năng lượng tiêu cực. Lửa được biểu trưng cho sức mạnh khai phá. Bạn vừa đốt vừa di chuyển cho làn khói nóng lan tỏa khắp ngôi nhà của bạn. Mở tất cả các cánh cửa trong nhà để các năng lượng tiêu cực thoát ra ngoài, không loanh quanh trong ngôi nhà của bạn nữa. Khi đốt giấy vừa bước qua bước lại 9 lần, miệng khấn ba hồn chín vía, ba hồn bảy vía, vía lành thì ở, vía dữ thì đi. Vừa đốt vừa di chuyển cho làn khói nóng lan tỏa ra khắp ngôi nhà của bạn để xua đuổi các năng lượng tiêu cực. Mỗi mẹo dân gian trên đều có điểm độc đáo và cái hay riêng của mình. Vậy nên nếu quý vị đang gặp xui xẻo triền miên thì hãy thử dùng những phương pháp vừa đơn giản vừa hiệu quả này nhé. Xin chúc quý vị sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình ngày hôm nay. Quý vị đừng quên ấn like, đăng ký kênh Phú Quý Tài Lộc để không bỏ lỡ những video hay nhất từ chúng tôi nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những